Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin hôm nay, mình cập nhật và chia sẻ những vấn đề lầm xùm liên quan đến vụ tỉnh thất bồng lai trong những ngày gần đây. Chúng ta cũng đã biết là phiên tòa phúc thẩm cũng sẽ được sắp diễn ra trong vài ngày tới. Nhưng liên quan đến tất cả những vấn đề này thì ngày hôm qua rất nhiều các tạp chí báo đăng tải chia sẻ vấn đề về kết quả ADN đối với những người trong tỉnh thất bồng lai khi cơ quan chức năng đã có kết quả trong tay nhưng thực hư về cái kết quả này là như thế nào có quan trọng có đem lại vấn đề tiêu cực hay tích cực cho tỉnh thất bồng lai tại sao cơ quan chức năng lại ấp mở lại không rõ ràng về cái kết quả này và không thông báo cái kết luận trong việc điều tra này là như thế nào nhưng chỉ ấp ấp mở mở cho rằng đã có kết quả điều tra và việc này họ không phải là vì tính nhân quyền, nhân đạo liên quan đến trẻ em, liên quan đến những người trong tỉnh Thất Bồng Lai mà có thể là họ muốn che giấu cái sự thật về liên quan đến các cái kết quả mà họ đã cố tình thu thập điều tra trong suốt nhiều năm qua thưa quý vị chúng ta có thể suy nghĩ một điều rằng đối với tất cả những cái kết quả liên quan đến giám định adn không phải đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng thông báo và đưa ra cái kết quả này mà cũng đã là ba bốn lần kết quả này cũng đã lan truyền rất nhiều trên mặt báo cho nên đến hôm nay thêm một lần nữa thì những người trong thiền am cũng đã chứng kiến những cái cảnh này những cái điều quan trái vớ vẩn này quá nhiều đối với họ cho nên họ À họ thực sự là ngán ngẩm, họ thực sự là không muốn quan tâm đến những cái thông tin từ cơ quan điều tra nữa. Bởi vậy cho nên tại sao những người trong thiền am họ lại không mở cửa khi cơ quan chức năng và báo chí lại thông báo lại nói rằng kết quả này đã có cách đây hơn 2 tuần, tức là ngày 13 tháng 10, cơ quan của tỉnh Long An cũng đã đến vác loa thông báo và phối hợp với những người trong thiền am yêu cầu tống đạt cái quyết định này và gửi cho họ đây là cái thông báo để họ biết được rằng là đã có cái kết quả nhưng thực ra một cơ quan chức năng cơ quan pháp quyền ban ngành khi thực thi cái nhiệm vụ như vậy mà tại sao lại vất vả đến như vậy tại sao lại không được những người trong tỉnh thất bồng lai này hợp tác chấp thuận à, thưa quý vị có thể rằng chúng ta cũng đã biết những điều đối với thiền am đến bây giờ họ quá là uh, trải qua rất nhiều họ trải qua rất nhiều các cái biến cố đến bây giờ họ cảm thấy uh, họ họ không còn tin tưởng nữa ừ, họ không còn cảm phục cái việc mà gọi là ban hành các quyết định của cơ quan điều tra này đối với họ nữa bởi vì những cái diễn biến này đã thường xảy ra đối với họ khiến cho họ không còn niềm tin khiến cho họ bị vùi dập cho nên có thể là họ khiếp sợ hoặc có thể là à, họ coi thường họ không quan tâm họ cho rằng đây là những cái vấn đề vớ vẩn nhất mà tại sao cơ quan chức năng lại nhắm đến họ mà cố tìm cách mà vùi dập như vậy cho nên à, bởi vậy họ không hợp tác không mở cửa là như vậy bởi vì những cái kết quả này dù họ có nắm trên tay thì tất cả cũng chỉ là như vậy. Cũng chỉ là những cái diễn biến trong đời thực mà thường ngày họ đã chấp nhận và bao nhiêu năm nay họ cũng đã chấp nhận rất nhiều tiếng thị phi rồi. Cũng không có cái kết quả, cũng không có cái gì thay đổi khả quan hơn, hơn cả. Cho nên có thể điều này cho chúng ta thấy họ họ quá ngắn ngẫm và họ không mở cửa và họ không công nhận. Và cái việc mà cơ quan chức năng vác loa để thông báo yêu cầu họ phối hợp, tại sao lại như vậy? Nếu như những người trong thiền am họ vi phạm và kết quả này cơ quan chức năng đã nắm trong tay rồi, biết là họ vi phạm ở khoảng nào, họ xúc phạm ai, họ có sai phạm pháp luật như thế nào thì sẵn sàng à, tống đạt quyết định để khởi tố, để bắt tạm giam, để ra lệnh triệu tập họ. Chứ tại sao mà lại phát loa, à, phóng thanh rồi... À, yêu cầu giống như mà kiểu nâng nỉ họ để phối hợp để làm việc đây là một cái điều à, chúng ta có thể đặt rất nhiều các cái nghi vấn ở trong vấn đề này liệu có phải cơ quan chức năng làm cái điều này để cho dư luận à, nghĩ sai nghĩ lệch về thiền em để cho dư luận nghi ngờ và cứ nhắm đến cái sự bất bình đối với những người trong thiền em khi cơ quan chức năng đã có quyết định rồi như vậy nhưng họ vẫn còn chống đối đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng cái việc làm của cơ quan chức năng có gì đó được gọi là không rõ ràng không công tâm à, cho nên những người trong thiền am này họ quá ngắn ngẫm với những cái cái vấn đề này rồi à, họ nhân vứt những cái cái sự việc này đã diễn ra với họ trong suốt hàng nhiều năm qua rồi cho nên đến bây giờ họ không cần nghe nữa họ không cần tiếp nhận và họ không cần muốn những cái thông tin đó đến với họ nữa và họ chỉ tin rằng việc gì đến là sẽ đến và họ tin rằng sứ mệnh của họ đang nằm trong tay của tòa án của quyền đức hoa của tỉnh long an cho nên họ cứ mặc kệ mặc nhiên họ sống với đời họ sống từng ngày từng ngày để họ chấp nhận cái giá thế của cái sứ mệnh này để họ vượt qua cái thử thách này chứ họ không còn quan tâm đến cái việc mà những cái quyết định những cái tống đạt rồi những cái kết quả là như thế nào cả bao nhiêu năm nay họ vẫn nghe rất nhiều các cái kết quả họ vẫn nghe rất nhiều các cái thông tin về à, các cái tội danh mà họ đã bị cáo buộc như vậy cho nên đến bây giờ họ không còn tin tưởng họ không còn uh, niềm tin nào nữa ở chính quyền nơi đây ấy cho nên họ mặc nhiên mặc kệ đó là điều mà chúng ta dễ thấy nhất và họ cũng đã biết là sứ mệnh của họ nằm trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới dù sau đi chăng nữa phiên tòa cũng còn không bao lâu nữa thì đã diễn ra rồi họ mặc kệ những cái thông tin những tống đạt như thế nào chúng ta cũng có thể đặt một cái câu hỏi nếu như những người trong thiền am họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng họ đã À, có các cái kết quả mà cơ quan chức năng có thể khởi tố họ ở các cái tội danh mà họ đã cố công tìm cách để cái tội thì đến bây giờ họ đâu có còn ngồi yên đến như vậy. Mà cơ quan chức năng lại không phải mà phải đi vác loa, năn nỉ họ để phối hợp, để hợp tác làm những cái việc mà gọi là nhận kết quả thông báo này. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một điều rất là phi lý bởi vì cơ quan chức năng muốn gì ở tỉnh Thất Bồng Lai nữa. Và báo chí lại muốn gì mà đăng tải những cái thông tin khi có tất cả những cái sự cố, những cái diễn biến mà được cho là bất lợi đối với Thiền em thì báo chí đăng hàng loạt các cái mặt báo chưa rõ các cái thông tin, chưa rõ được cái 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 chứng thực về cái kết quả của cái sự việc mà được cho là cái kết quả này như thế nào. Và đến bây giờ thì cơ quan chức năng vẫn chưa có một cái kết luận sau khi có kết quả này. Kết quả về ADN này là như thế nào? À, Dù rằng xâm phạm đến cái quyền riêng tư, cái tính nhân quyền phải được bảo trọng, nhưng phải công bố để cho mọi người đều biết rằng thuyền em có vi phạm pháp luật hay không, thuyền em có lượm lon, có vướng vào trong cái tội danh mà pháp luật đã, đã ấn định hay không chứ tại sao lại ấp ấp mở mở, tại sao lại lưu lưu mờ mờ như thế này, rồi khiến cho người dân lại mất niềm tin đối với thiền em, khiến cho người dân lại đặt nhiều cái nghi ngờ à, đối với thiền em. Chẳng phải đây là một cái điều oan nghiệt, chẳng phải đây là một cái điều tội lỗi nghiêm trọng khi à, những người đang theo dõi cái sự việc này. Họ muốn biết thực hư cái sự thật này như thế nào, nhưng tại sao cơ quan chức năng lại không thông báo dù rằng đó là cái quyền của con người nếu như họ không phạm tội thì phải công minh đến chính uh, những cái sai sót về việc cáo buộc còn nếu như họ phạm tội thì cơ quan chức năng sẵn sàng đưa ra tống đạt quyết định để khởi tố để xét xử họ chứ tại sao lại có những cái điều mà ấp ấp mở mở khó hiểu như thế này tại sao lại phát loa đối với một người dân thấp cổ bé hồng như vậy và chính quyền là nơi thực thi cái nhiệm vụ cái mệnh lệnh, cái sứ mệnh của họ thì nằm trong tay của chính quyền rồi mà tại sao lại phát loa để à, để tuyên truyền để yêu cầu họ phối hợp giống như kiểu mà năn nỉ họ như vậy. Đó là điều mà chúng ta thật là khó hiểu và chính từ điều này khiến cho người dân lại mất niềm tin đối với cơ quan thêm một lần nữa. Thưa quý vị, và đến hôm nay thì cái kết quả này lại răng răng trong rất nhiều các cái bài viết đăng Nhưng chưa biết được là cái kết quả này thực hư như thế nào Và không có một cái kết luận để giải quyết cụ thể Giải thích cụ thể cái kết quả này là sao Và phiên tòa ngày mùng 2 sắp tới thì cũng đã sắp diễn ra rồi Và liệu những người trong tỉnh Thất Bồng Lai à, Có được rửa tội, có được giải cái oan ức này không Hay họ lại bị vùi dập bởi tiếng đời, tiếng thị phi với tất cả hàng nhiều các cái tin đồn cứ dồn dập dồn dập như vậy à, khiến cho nhiều người theo dõi cái vụ việc này họ mất niềm tin họ đặt nghi vấn đến với những người trong thiền am họ mất niềm tin với cơ quan điều tra đó là điều mà chúng ta có thể rất là trăn trở và băn khoăn ở vấn đề này thưa quý vị và thực ra thì đến hôm nay theo những cái động thái từ cơ quan chức năng như thế này với những cái thông tin mà trong ngày hôm qua đã tuyên bố về cái kết quả này cho chúng ta thấy một điều cũng rất là khả thi và cũng là một cái tín hiệu tốt đối với thiền em. Chúng ta có thể đặt ra cái giả thuyết suy đáng rằng những người trong thiền em họ không nhận kết quả ADN này là đúng bởi vì những cái việc làm của cơ quan chức năng trong suốt nhiều năm qua và kể cả vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. À, những người trong thiền em họ quá nhàm chán, quá ngán ngẩm và... Họ đã hiểu tất cả sự thật rồi. Họ đã vi phạm, họ đã có tội thi, họ đã bị kết tội rồi. Chứ không thể đến hôm nay mà à, lập lời vu vơ như thế này nữa để đánh lặng cái niềm tin khiến cho à, nhiều người phải nghĩ xấu đến thiền am. Có thể đây là những thông tin mà khiến cho cộng đồng à, đặt nhiều các cái nghi vấn, đặt nhiều tiếng thị phi thêm cho thiền am nữa. Cho nên họ ngắn ngẫm, họ không muốn quan tâm đến sự việc này. Và có hay không thì sứ mệnh của họ đã nằm trong chính quyền của tỉnh Long An rồi Cho nên họ không còn quan tâm nữa Họ chỉ chờ mong cái phiên tòa sắp tới Và họ chỉ tin được cái sứ mệnh Và tất cả những điều tốt lành đối với họ thôi Và họ mong rằng chủ tọa của phiên tòa sắp tới Sẽ mở rộng lòng từ bi Sẽ thấu đáo được cái sự thật liên quan đến Cái đạo đức, cái giá trị, cái cách hành xử Của một cơ quan, của một tổ chức của nhiều cá nhân nhắm đến những con người trong thiền am như thế này có đúng theo cái luân thường đạo lý đúng theo cái quy trình điều tra tố tụng của pháp luật Việt Nam hay không đó là điều mà họ đang chờ đang tin tin tưởng ở cái vị thẩm phán chủ tòa phiên tòa và cái lời cách sau cùng để xem vị chủ tòa này có mở rộng lòng từ bi phải cho ra một cái khoán quyết như thế nào để mang tính khách quan để công tâm. Nếu như họ có tội thì họ sẵn sàng chấp nhận. Còn họ sẽ không có tội thì phải minh oan, phải giải quyết như thế nào, phải giải thích ra sao để đem lại cái công bằng, để rửa sạch những cái oan ức cho họ trong suốt hàng 3 bốn năm qua. Mà tiếng thị phi, tiếng đời cũng đã vùi dập họ liên tục, liên tục. Cho nên đến bây giờ họ không còn niềm tin nữa. Họ không còn đủ nghị lực tỉnh trí để suy nghĩ đến các cái diễn biến mà à, được cho là không quan trọng đối với họ nữa họ chỉ tin ở cái phiên tòa phúc phẩm sắp tới họ chỉ tin vào cái sứ mệnh họ chỉ tin vào cái quyết định của chủ tòa phiên tòa sắp tới thôi chứ bây giờ họ không còn tin những cái điều gì nữa tiếng thị phi đã vùi dập họ quá nhiều họ đã chai lì rồi cho nên họ không quan trọng đến cái cái kết quả là như thế nào cả xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đoạn thông tin ngắn trên xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc mình xin chào thân ái ạ à.